nâng lên chút. Hello, mình quay cho anh em coi cái KTM RC390. Con này là model 2018, ga điện. Cho tới 2020 nó cũng vậy, 21 cũng vậy chứ. Qua 2022 thì cái model 2021-22 gì đó, cuối năm 21 nó sẽ ra một cái model mới hơn. Cái form dàn áo nó khác, nó đi được cái phục trước, đời cao có tăng chỉnh của cái con ba chế độ KTM, con touring nâng cấp được cặp phục đó thì ngon ha. Đúng rồi, không có nắp á, đẩy nắp lại. Rồi quá. Em làm cái bát dữ rồi. Tâm. Giờ đây rút rút đầu tiên trước đi. Có sao đâu? Cái mới còn. Cây à ông hơi lửa hả? Cái này uống bằng keo lại không? Để chút đi xong hết đi rồi. Ok. Cái cục Bluetooth này để chỉnh xong rút ra. Rút ra luôn hả? Ừ. Độ. Này là cái con RC390 bạn Tâm quýt ship ha. Này nó đi gắn quýt ship dạo giờ ai cũng biết nó rồi. Đâu cũng có mặt nó. Cho nên khỏi phải giới thiệu. Thì cái quýt ship này là của người Việt Nam mình làm. Thì thật sự là mình rất là thích những cái mình cũng nói với anh em rồi, mình ủng hộ những cái người Việt mình ha. Đã thiết kế ra cũng rất là ok. Bữa nay nó nâng cấp. Này thật sự là nếu mà nâng cấp tung ra thị trường á thì cái con này rồi là con version 3. Còn mà để mà nó cải tiến lại á tới lần thứ 5 mà. Thì cái này nó chỉnh qua được cái Bluetooth trên điện thoại. Hiện tại nó chỉnh được trên điện thoại thì nó giống như là nhưng mình kiểu giống như là ví dụ như mình nói về cái quýt ship của cái quýt ship gì mà hay tụi nó hay gắn đó, Corona đúng không? Corona thì anh em sẽ chỉnh trên dàn Dyno. Đúng không? Anh em mỗi lần mà muốn thay đổi hay là bị trục trặc vấn đề gì, anh em phải dắt lên dàn Dyno. Còn cái quýt ship của thằng Tâm á thì nó đi theo một cái hướng khác. Nó có 3 version, nhưng mà thường version mình nói version 2 và version 3 đi. Version 2 nó là cơ. Đó là cơ là nó chỉnh ở trên, nó dùng một cái vít vít nhỏ chỉnh ở trên cái cục điều khiển này luôn nè. Đó, còn cái version 3 này á nó là chỉnh ở trên điện thoại. Thì nó sẽ mút hơn. Nó mút hơn cả cái con version 2 chỉnh cơ. Giống như phục điện và phục cơ vậy đó. Phục điện thì nó được cái setup một cái chương trình như vậy nè. Còn cơ thì nó cơ động hơn chút, nhưng mà anh em phải rành những cái đồ chơi là đồ chơi công nghệ, mình nói với anh em luôn. Đó. Còn cái lên cái version 3 này thì anh em sẽ chỉnh ở trên cái một cái app, tải cái app về. Nó hiện tại nó chỉ có trên cái điện thoại Samsung thôi, hệ điều hành Android á. Thì nó có cái app tải về rồi mình chỉnh theo con vòng tua máy của từng xe thì nó sẽ mút hơn ha, và nó control được tốt hơn. Anh em thích chỉnh như thế nào đó, anh em mở cái điện thoại ra chỉnh theo cái ý thích của anh em, theo cái thói quen mà chạy xe của anh em đó, thì không cần phải cắm cái cây vít vô chỉnh nữa. Thì mình thấy cái này nó tiện và nó cơ động hơn nè. Còn ví dụ như mình nói về Corona thì anh em biết mỗi lần anh em muốn chỉnh gì đó anh em phải lên dàn Dyno, nó sẽ hơi bất tiện hơn anh em. Và một cái là người ta sẽ chỉnh khó sát theo được cái sở thích của mỗi người. Còn cái thằng quỷ này thì nói về cái tiện dụng thì nó tiện dụng hơn. Cái thứ hai nữa là nó bảo hành được lâu, nó bảo hành được tới nửa năm. Cái thứ ba nữa là nó là ở Sài Gòn, có trục giặc gì là nó chạy tới chỗ anh em nó fix luôn. Tại vì thời gian đầu nó đi muốn đi tiếp cận tới cái khách hàng bắt buộc cái này nó phải bỏ công ra rồi đó. Thì anh em thấy nó hỗ trợ cơ động hơn cho anh em. Còn vấn đề về những cái quýt ship khác, anh em bắt buộc phải chạy tới cái cửa hàng người ta. Và mình đang nó phân tích cho anh em biết được rằng cái ưu điểm và khuyết điểm đó, chứ không phải là mình xúi anh em gắn cái quýt ship này. Không phải, mình phân tích cho anh em được cái ưu điểm và khuyết điểm, cái nào tiện dụng thì anh em thấy tiện dụng anh em xài đó. Chứ mình nói lên cái điều này mình cũng không có được lợi lộc gì trong đó ha.
nó gắn cục bích ship thì nó cũng lấy nhiêu đó tiền, mình cũng không được gì hết, nhưng mà mình thấy nó tiện dụng thì mình giới thiệu. Người ta cũng là người Việt ha, người ta cũng làm ra được cái những sản phẩm như vậy, thì nếu mà người ta có trách nhiệm bảo hành cho anh em lâu như vậy và cái quýt ship này nó ok đó, thì mình nên ủng hộ người ta đó, nó có lợi cho khách hàng nhiều hơn mà đó. Thời gian đầu này nữa thì nó phải chạy đi sát theo cái khách hàng. Mục đích chính cái clip này là xong cái phần về quýt ship rồi, mình đang cái quýt ship nó chuẩn bị tung ra thị trường cái version 3 chỉnh qua Bluetooth ha, là có phần mềm chỉnh nó trên cái app của những cái hệ điều hành Android, ví dụ như Samsung, Apple này kia đó. Đó, thì anh em sử dụng cái này nó sẽ tiện lợi hơn cho anh em. Rồi và những cái đồ chơi như vậy nè, anh em phải hiểu về nó. Thì á, có người qua gắn cho anh em, có người chia sẻ với anh em cách sử dụng và hiệu quả của nó như thế nào. Và khi anh em gặp trục trặc, nó sẽ người sát với anh em, nó cơ động mà, nó chạy tới chạy lui kiểm tra cho anh em được. Đó, và cái quýt ship này nó cũng cơ động luôn. Đó, có nghĩa là nó có thể thay thế một bộ phận, ví dụ như cái cục này là cục điều khiển nè, nó hư cục này, khi mà hết cái thời gian bảo hành nó bán cho anh em cục này. Còn nếu mà cục cảm biến ở dưới nó hư, nó sẽ bán anh em cục cảm biến. Vậy những cái bộ quýt ship khác nó có được ưu điểm như vậy hay không, đó mình phải chia sẻ với nhau, mình phân tích với nhau để mình chọn ra mình những cái nào nó tiện lợi cho mình ha, và nó hiệu quả cho mình. Rồi tiếp theo thì mình quay cho anh em xem cái con RC390 bên mình build. Mình build cái mâm này cũng không ai xa lạ gì đâu, cái mâm này nó rẻ tiền lắm, một cặp nó đâu đó tầm có 3 triệu đồng thôi. Mâm này là mâm RCB của Exeter. Thì cái mâm này chỉ số mâm trước là 2.5, sau là 3.5. Thì mình cảm thấy nó phù hợp cho cái con RC390 này. Thì mình gắn vô, thì cái chuyển động mình đi sên lại sên 10 ly ha, dĩa trước và dĩa sau này là bên mình sản xuất. Đó, thật sự cái chuyển động của nó rất là nhẹ. Về số mo dùm sang cái tâm. Đó, nè mình quay cho anh em coi nè. À, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Một cái xe mà nó vận hành một cách nhẹ nhàng như vậy á là đã thấy dính kẹo rồi đó. Và đây anh em nhìn thấy cái dĩa nó nhỏ đúng không? Đó. Nhông nè, sên 10 ly, sên 10 ly DD bên mình bán loại không phốt. Tại vì thật sự mình đi hiệu suất cho nên là mình không cần có phốt anh em. Không phải không cần có phốt mà giờ mình lỡ đặt cái bên cơ sở 1 về cái cộng sên này rồi. Đó, thì giờ thôi gắn đại luôn. Cái này với lại 10 ly có phốt thì 10 ly có phốt nó sẽ êm hơn. Nhưng mà vấn đề mình lỡ đặt cái này, mất công gửi qua gửi lại tốn tiền ship. À, bánh rất là nhẹ anh em thấy không? Quay nhẹ như vậy thấy nó quay vậy là thấy ăn tiền à. Đó, đã gắn lên có sên với có ấy hết rồi. Rồi, bánh trước. Quay cho anh em coi bánh trước. Đó. Bánh trước đây là cái dĩa cũng bên mình sản xuất luôn. Thì tại vì cái thời gian gấp gáp, mình dựa trên cái dĩa zin là nó không có lòng dĩa. Có nghĩa là dĩa một tầng đó. Còn đây là cái dĩa 2 tầng. Đó. Thì khi cái dĩa 2 tầng nó có một cái lợi thế là thứ nhất là nó đẹp hơn. Cái thứ hai nữa cái lòng dĩa nó bằng nhôm, nó sẽ nhẹ hơn cái phần này nó bằng thép. Đó, và cái thứ ba nữa là khi mà mình hao mòn mình có thể thay thế được cái dòng ngoài thôi, không cần phải thay cái lòng đĩa. Đó. Còn cái dĩa này mòn là phải thay mới, phải chấp nhận. Nhưng mà tương lai là cái đợt sau mình sẽ làm cái dĩa này có lòng dĩa. Còn cái này mình gấp quá, mình làm cái này cho xe mình chạy trước. Đó, chứ còn nó dĩa này nó cũng 320 rồi. 320 mình làm lòng dĩa được mà ha. Đó. Và anh em nào muốn mình lên đây là mình lên đo, thật sự là nói về đo phải có máy móc rồi đo canh rất là chuẩn đó. Và thật sự anh em thấy bữa giờ mất thời gian không có tập trung nhiều vô nó, nhưng mà cũng mất thời gian hết khoảng đâu đó khoảng 5 đến 7 ngày tầm tuần đi, thì để cho nó ra được một cái thông số chuẩn như vậy. Anh em nào muốn lên
giống như mình thì rất là nhanh, tại vì mình đã có thông số hết rồi, mình đã đặt đồ hết rồi. Anh em nào lên cái giống như cái dàn chân giống như bên mình nè, mình lên rất là nhanh, mình nhận rất là rẻ. Một cái cặp mâm này có 3 triệu à. Còn công lên này nọ nhông dĩa rồi nữa thì tùy theo cái nhu cầu là mình đi sân hay là mình đi tour thì mình sẽ có một cái tỷ số truyền khác nhau cho anh em. Anh em phải nói lên cái nhu cầu, mà cái này nó đơn giản lắm anh em. Cái nhông này mình đang đi nhông 15, mình giữ nguyên cái chỉ số nhông đó, mình chỉ thay đổi cái tỷ số truyền ở dĩa là nó sẽ đáp ứng đủ rồi ha, không có cần mà phải nhiều đâu. Với lại KTM thì cái dạng gấp nó giống như cầu cào rồi đó, nó có 3 chỗ đỡ sên, một là đỡ sên trên, hai là đỡ sên dưới, ba là đỡ sên ở dưới này nữa. 3 điểm đỡ sên như vậy thì nó không có làm văng cạ vô gấp, và cái mình có thể thay đổi tỷ số truyền rất là thoải mái, nhông có thể nhỏ và bự hơn và nó không ảnh hưởng tới vũ vô gấp à, nó tiện dụng chỗ đó đó. Và anh em nào hỏi cái tại sao đi cái dĩa nhỏ vậy, chạy sao nổi, thì cái đó thì mình không có giải thích với anh em cách đơn giản được. Ai mà hiểu về cái tỷ số truyền sẽ hiểu được cái vấn đề mình đi nó như thế nào, còn không hiểu thì nó phải có thời gian và một cái dịp nào đó và một cái clip nào đó nó phải sâu vào, chứ còn nói sơ sơ thì nó cũng không hiểu được đâu. À, rồi thật sự cái trọng lượng xe bây giờ thì mình đoán nó tầm khoảng 120 kg. Mình có thể làm cho cái xe nó nhẹ hơn nữa nhưng mà tiền nó hơi thốn một chút, cho nên là cái gì cũng phải từ từ update. Đây là cái lần đầu tiên thì nó như vậy. À, nhiều người hỏi sao mình không đi lại R3, nói cái mỗi người có một cái sở thích. Ví dụ như mình đã làm R3 rồi, bây giờ mình đi lại R3 thì nó tất nhiên nó phải sâu hơn chút rồi. Nhưng mà vấn đề là cái sở thích của mình là mình nhìn trên bất cứ một con xe nào mình đều thấy cái nền tảng của nó, và mình cái kiểu muốn trải nghiệm ha. Có nghĩa là mình build xong con KTM thì chưa chắc con sau nó vẫn là con KTM. Có thể là con CBR 250 hoặc có thể con Ninja 400, ví dụ vậy. Chứ không có nhất thiết là phải một dòng chuyên, tại vì mình con nào nó cũng có cái hay cái dở của nó. À, cái HB cái nghĩa là cái sức mạnh ở trên vòng tua cực đại ở vòng tua bao nhiêu. À, moment xoắn cực đại nằm ở vòng tua bao nhiêu. Đó, mình phải có cách chuyển đổi nó, và trọng lượng của nó hiện có nè, sức mạnh hiện có. Đó thì mình build nó lại một cái phù hợp, ví dụ như sân Đại Nam đi, đang có dạy build nó phù hợp sân Đại Nam. Đó, còn build nó để phù hợp với sân Malai thì mình chưa bao giờ, mình đâu có gì, đụng gì tới bên đó đâu. Thì nó sẽ tốn kém hơn nữa. Còn ở cái những cái sân nó cũng nhỏ như vậy thì không cần phải nghĩ tới cái gì nó xa xăm lắm đâu anh em. Cứ giảm nó cắt bớt về trọng lượng, làm con xe lanh lên. À, và tại sao nhiều anh em hỏi mình chọn cái mâm RCB thì mình cũng nói với anh em luôn, mâm RCB nó nhiều, nó dùng chung cho ẹp nó rất là nhiều. Cái thứ hai nó rẻ đó. À, rồi cái mình thử nè. À, nó quay nó hơi nhảy mà 10 cái như 10 à, cái độ chuẩn của nó chỉ vậy thôi. Thì mình đâu có chạy được mắc bít, đâu hay thác về cái vấn đề GPS đâu. Cái dĩa thắng 4 giờ mới có. À, giờ thay bánh chứ thay sinh trong dĩa trước đi. Ok. À, thì khi mà mình lấy GPS á, khi mình lấy GPS thì mình sẽ suy nghĩ về cái vấn đề về độ chính xác mâm rất là cao. À, và cái thiết kế về gió khí động học rất là nhiều thứ. Còn vấn đề ở đây nằm trong một cái sân Đại Nam thì mình nói cái khoảng đường thẳng mà chạy khoảng 160 GPS ngay khúc đó là thấy dữ lắm rồi, là đỉnh lắm rồi. Vô cua đó đi 120 là thấy dữ lắm rồi, 120, 130 cái cua đầu tiên á là mình thấy khủng khiếp lắm rồi.
đó, còn lại là chẳng qua con xe nào càng nhẹ càng lanh là lụm kẹo thôi. Vấn đề còn lại là do kỹ năng của người chạy, còn mình thì mình chạy không lại người ta. Nhưng mà vấn đề mà về build xe như vậy nè, thì anh em thấy thì anh em sẽ hiểu, không phải gắn dựng lên, mình phải mua cái máy đo về canh rất lại dựa trên cái kinh nghiệm cũng khá là nhiều đó, chứ không phải lắp lên. Đây mình sẽ giải thích cho anh em về cái bánh dĩa trước. Đây cái mâm này của ẹt sau thắng dĩa nằm bên trái, thì đây mình nói luôn, cái mâm của ẹt thắng dĩa nó sẽ nằm bên phải, nhưng mà mình muốn thay đổi một cái bên heo thì nó sẽ dính tới cái dàn chân bắt heo đó. Mà để thay đổi nó thì ở một cái khoảng thời gian này và cái kinh tế này thì nó chưa có phù hợp. Mình thích làm ở bỏ một cái khoản tiền hợp lý nhất để cho nó ra được những cái lanh lẹ nhất, cái hiệu suất nhất đó. Cái hướng đi của mình từ xưa giờ là vậy đó, chứ không phải là cứ bỏ thật là nhiều tiền vào gắn đồ xịn đồ lên. Đây đâu có chạy được giống như sân Seban đâu mà đòi chuẩn chỉ như vậy. Càng nhẹ xe càng lanh xe là thấy lụm kẹo rồi đó. Rồi nếu mà mình bỏ vô con xe này thì ít hơn tiền R3 nhiều nha. Con xe này ví dụ như cái cặp bánh này, mình có bán cặp bánh của mình là mình quề vốn cặp bánh này rồi, mà cặp bánh có 3 triệu à, mà anh em chạy sân ai không té thay mâm khác dễ, đơn giản nó rẻ. Bữa mình mua cặp mâm hai mấy triệu về cũng RCB nó cũng nhảy nhẹ như vậy nè đó, rồi mình bán luôn, mình trả lại do nó không có đủ chất lượng, đổi hai cặp nó đều vậy. Thì mình nói nếu mà nhảy vậy tôi chấp nhận cái cặp mâm 3 triệu, chứ tôi không chấp nhận cặp mâm hai mươi mấy triệu mà nó nhảy như vậy. Nếu vậy mình sẽ bù hơn vô tí xíu mình mua cái mâm chuẩn của châu Âu á, nhưng mà khai thác ở cái sân như vậy không cần tới những cái cặp mâm mất tiền đó, xoèn lần tốn kém dữ lắm. Thì cái độ lệch của cái mâm này á, trước sau đều là 30, mình cân trên điện tử là nó là 30 đó, 30 gram. Anh em nhìn bánh trước quay nè, khá là nhẹ, là vô thắng dĩa rồi hết rồi đó. Anh em thấy không, vậy là thấy lụm kẹo rồi. Còn một vấn đề nữa, mình lật ngược lại cái mâm thì ở đây là tại sao mình muốn ăn keo. Đây nó có những cái máng gió, cái máng gió này cái chiều này mình đang đi mâm ngược đó, thì mình phải quấn lại để không thôi là cái này nó tạt cái không khí vô đây, nó làm cản lại cái lực quay của bánh xe, cho nên mình quấn bằng keo đen rồi lại, là nói chung là chống chế thôi, tại vì cũng không chạy mắc bít. Nếu mà ra chạy GPS á thì lật cái mâm ngược lại, không dùng thắng trước à đó, cũng tính toán hết rồi. Rồi những cái cục canh là mình đi lại bằng nhôm hết. Anh em thấy quay à, cách này luôn nha. Hỏi xài đồng hồ. Xài đồng hồ nhưng mà cắt cái bát đi luôn. Đâu sao phải cắt? Em gắn đồng hồ ở đây mà. Ở cái này thì nó đụng vậy. Xong rút cái dắt ra. Anh rút đi. Cái thật sự thì làm cái dòng ABS đồ lên thì cũng ok, nhưng mà phải 1-2 ngày canh. Làm gì cũng vậy. Được. Nhưng mà phải đắp cho sư á. Không, nó bị dính lớp keo thôi à. Để mình coi mấy bữa có tiền đổi cái tay này thành cái tay chắc tay 16 xài cho 4 bit này được rồi. Để cái tay 19 vào thì nó hơi căng. Này xài tay thắng 16 được rồi. Để mình kiếm cái tay thắng của sơ cho nó phù hợp. Hoặc là một cái tay zin của cái thằng phân khối lớn vô đây ngon. Không cần phải tới Rambo mới. Thật sự cái này nó cũng không là gì so với nhiều anh em chơi đồ chơi xịn mất tiền vô, thì cái này cũng bình thường, không có gì ghê gớm, nhiều người quay hoài luôn á. Nhưng mà để mà một cái rẻ tiền nhất, chi kinh phí vô nó thấp nhất và để hiệu quả như vậy, chuẩn như vậy thì nó cũng hơi khó. Thì anh em nào mà chạy 390 mà muốn đi cái bánh này cho nhẹ hơn nè, và
đỡ tốn tiền nhất, anh em cứ liên hệ mình. Lên một chiếc xe ở cái dàn chân như vậy á thì tầm khoảng 3 ngày, tại vì bên mình có 3 đến 5 ngày đi, bên mình có đủ cái ấy hết rồi. Mình làm lại những cái thông số này hết rồi. Đó. Sẽ cải biến một chút. Cái cốt mình vẫn xài cốt KTM 390. Nhiều anh em nói bánh mâm ẹt đi cái cốt nhỏ sao được. Thì đó là chuyện của anh em nghĩ. Còn mình đâu đi cốt ẹt bao giờ đâu. Có rất là nhiều thứ mà phải cần tới kinh nghiệm, chứ không phải là cái mình nghĩ cái là nó chỉ là cái hướng của mình, không phải. Rất là nhiều thứ cần phải đụng chuyện làm tới mới biết được. Ở đây mình có cộng sên 415. Mình có cộng sên của 415. Cộng sên này tới 1 triệu mấy cộng nè. Đây. Và đây mình giải thích cho anh em, đây mình có hết tại sao mình không đi. Đây. Cộng sên này 415 này là chuẩn của mô tô 3. Cộng này là mấy anh em chạy UB 150 hay chạy nè. Ha. Chịu mấy anh cộng. Lý do mình không chọn nó là tại vì vấn đề là ở cái con này á, anh em đừng nghĩ cứ mô tô 3 là để sẽ gắn lên một cái con xe đồ mắc tiền là sẽ gắn lên hiệu quả, không phải đâu. Nó nằm ở chỗ là cái trọng lượng mà cộng sên phải kéo ở cái mức khởi đầu đó, chứ còn có trớn lên thì nó nhẹ. Cái thứ hai nữa, cái độ dày mỏng của dĩa và nhông đó, cái sức mạnh dựa trên cái trọng lượng. Cái con mô tô 3 nó có 80 kg à, đừng có so sánh với con này làm cỡ nào làm nó cũng nhẹ, nhất là cũng phải bèo cũng phải là 100-110 kg, còn muốn nhẹ hơn nữa xuống 80 kg là chuyện khó có thể, tại vì đồ con này nó có rất là nhiều thứ mà nó nặng ha, rất nhiều thứ mà để bêu nó xuống dưới khoảng 80 kg thì khó lắm, tốn tiền nhiều thứ lắm, rất là lâu, đổi từng cái con ốc này nè, từ ốc thép bằng titan, từ con cốt, từ mấy con ốc bên ngoài đó, cổ bô thì đơn giản rồi đó, rồi tới những cái chảng ba trên dưới đó, thì phải thay đổi nó bằng những cái hộp kim giống như nhôm, giống như là nhôm xịn á, nhôm bảy xịn á, thì nó nhẹ hơn. Cứ trừ đi khoảng được 30% cái zin nó thay thế hết thì nó sẽ nhẹ hơn nhiều đó. Còn rất là nhiều thứ mình nó thay bình pin rồi vô hết rồi, cái bình pin không nhẹ hơn được khoảng ký mấy 2 kg rồi, cứ một chút vô bộ gác chân này, chống là mình cũng tháo này, mình đâu có để đâu, rất là nhiều thứ đó. không hề đơn giản nha anh em. Rồi ốc cốt rồi này kia nè, muốn nó nhẹ đi rồi những cái con ốc bắt nè hay đồ titan vô nó nhẹ thôi đó. Rồi còn cái vấn đề nữa là cái trọng lượng của cái mâm này thì nó nhẹ, thì mình thấy thật sự là cái sên này nè chỉ phù hợp cho con UB 150 á, anh em đi sên này rất tuyệt vời. Nhưng mà vô mấy con phân khúc mà mình đang không nói tới mô tô 3 nha, mình đang nói tới phân khúc mà 300, 400, 250 nè, mà cái trọng lượng anh em á không có giảm xuống á thì đi cộng sên này á nó không có độ bền nhất định đâu. Còn cái này nè nó còn độ bền nhất định nè đó, nó đang kéo trên một cái trọng lượng của cái mâm nè, cái vật xoay thôi nó nhẹ nè đó, cầm hai cái mâm lên nó khác và cái vận hành của nó nhẹ nè đó, thì đi cộng sên này được đó. Còn mà cái nếu mà cái xe này đi mâm zin mình xuống cái sên 10 ly nó rất là dễ đứt nha, rất là mau giãn và dễ đứt, không hề đơn giản đâu nha đó. Và cái lúc này cái tỷ số truyền nó xuống như vậy là sẽ không phù hợp với cái cặp mâm zin à đó, tỷ số truyền này nó chỉ phù hợp với cái mâm này thôi. Nói tới phần này nó sâu vô nữa, cái này
cái này cần một cái clip khác nữa, nhưng mà những cái này thật sự mình thấy cũng chưa cần thiết để mà chia sẻ với anh em ha. Cái này nó là một cái ý tưởng sâu thì nó dễ gây tranh cãi lắm đó. Nó chưa hẳn là nói ra đã. Cái lợi nó ít hơn là cái hại, cho nên là mình sẽ suy nghĩ vấn đề này. Còn nhiều anh em thì mình sẵn nói luôn, thì khi mà anh em có rất là nhiều người nói về cái vấn đề, mình cũng rất là bực nhiều lần, là chưa bao giờ mình thấy con xe đó mà nói là đã bảo dưỡng làm bên mình rồi bán cho người khác đó. Thì có nhiều cái trường hợp thì anh em gọi điện thoại trực tiếp mình, nhưng mà mình xác nhận anh em mình chưa thấy con đó, và mình cũng dặn anh em luôn, làm gì cũng vậy, mình đã nói với anh em rất rõ rồi, một khi anh em bảo dưỡng bên mình hay làm bất cứ vấn đề gì bên mình khi anh em bán xe, thì mình sẵn sàng có trách nhiệm với cái người sau, nhưng bắt buộc phải trong cái thời hạn bảo hành là cái thứ nhất, chứ không phải làm cả năm sau anh em bán. Cái thứ hai là anh em phải rõ ràng, thì mình rõ ràng anh em làm cái gì phải có hóa đơn, hoặc cái xe đó mình làm ở đây mình có lưu trên hệ thống, không có thể nào mà chạy được đó. Cái thứ ba là cái chuyển nhượng, tôi làm bên Sang Phạm gì đó, hóa đơn nè, còn không có thì cứ xác nhận qua điện thoại, cái xe này tôi có làm kia, cái làm kia, bây giờ tôi không xài nữa, tôi bán cho em này nè, Sang coi Sang có gì trục trặc hay gì đó, Sang bảo hành cho em này nha hay sao. Chuyện đơn giản mà, chỉ là một câu nói, nhưng mà những cái người đó không có làm xe bên mình đó, mà nói vậy không thích. Cái thứ hai, có nhiều người đồn đại, anh em biết cái thế giới xe này nó phức tạp lắm, nó nói xấu nhau lắm, nhưng mà ít có người mà bản lãnh lắm. Ví dụ như không thích ai gì hay ai nói xấu gì, hoặc là khách hàng mình đi, cái này nó tôi cảm thấy tôi không ưng đó, cái này cái gì, nói chung là khi mà có một cái sự cố gì mà cái người trong cái hợp đồng này, một cái giao dịch này người ta không hài lòng, thì cứ trực tiếp mình phải bàn bạc với nhau làm sao đó. Còn có nhiều người cũng không phải là đối thủ của mình luôn, mình cũng biết là ai đó, nhưng mà nó không phải là phạm trù giữa một người sửa xe và người sửa xe. Đó là một cái người mà ghét mình rồi đi bôi xấu mình, người ta nói rất là nhiều điều, ui thằng đó có biết gì về xe đâu đó. Nhưng mà cái gì cũng vậy anh em, những cái mà mình tác động, mình chia sẻ trên cái trang Facebook này á, cái trang YouTube này á, nó tới giờ là 5 năm rồi đó, 5 năm rồi. Và anh em nên nhớ, những cái người thợ ở đây không phải là mình mướn về, mà mình nhận vào từ cái lúc không biết gì mà mình dạy nghề đó, đến bây giờ, chứ không phải là mình đi mướn thợ về. Hiện tại mình cũng chưa mướn thợ luôn đó, mà gây dựng nó tới giờ 3 năm rồi. Thì người ta nói gì, người ta nói xe mình ra đều, làm mình có trách nhiệm với khách hàng của mình không cần phải có trách nhiệm giải thích với người ta. Nhưng mà nếu mà người ta bản lãnh, người ta đã gọi cho mình, người ta nói, chứ không phải đi nói sau lưng như vậy. Những người như vậy anh em coi lại. Còn anh em khi anh em cứ giao dịch gì bên mình, anh em luôn có hợp đồng, luôn có một cái sự rõ ràng ngay từ ban đầu, làm gì được gì, như thế nào, bảo hành bao lâu đó. Và khi anh em không ưng một cái sản phẩm gì đó bên mình, cái này nó không đúng như em nói, tôi mua cái sản phẩm này nó không đúng như em tư vấn không nói, nếu mình ngồi lại với nhau, mình đưa ra phân tích rõ ràng, thì mình sẽ lấy lại cái sản phẩm đó, mình trả đủ tiền cho khách hàng, nếu khách hàng không ưng ý, và cái lỗi đó là do mình đó. Ví dụ như bộ sên trong dĩa gắn vào, lỗi của nhà sản xuất, mình sẽ nhận lại, mình đổi cho khách hàng. Nếu khách hàng không thích, mình trả lại đủ tiền cho khách hàng đó, và mình xin lỗi khách hàng. Còn nếu về cái khoảng thời gian sử dụng mình không kỹ, tại vì ví dụ như một cái bộ sên nhông dĩa của xe nhỏ là xài khoảng 30.000 cây, xe mô tô là khoảng 20.000 cây, thì có người xài 15.000 cũng có người xài 25.000 cũng có ở cái mô tô, thì mình mới đưa ra cái mức độ trung bình là 20.000 cây. Cái cấp sên X-Ring á, nó tuổi thọ của nó là tầm 25.000 cây, đó là của nhà sản xuất, và nhà sản xuất DD mình bán cùng anh em là cộng sên của Nhật sản xuất, chứ không phải là sên Thái Lan chuẩn của Nhật, xuất từ nhà máy Nhật
đã có cái kiểm định rất rõ ràng, nhập khẩu, có nhà nhập khẩu chứ không phải đi tiểu ngạch luôn đó. Cho nên cái chuẩn về cái tuổi thọ là chính xác, cái chuẩn về cái rất là nhiều thứ đó là chính xác chứ không phải là một cái cộng sinh thái. Anh em mới suy nghĩ vậy. Và nhông và dĩa cũng của một cái nhà sản xuất đăng ký rất rõ ràng, công ty rõ ràng, sử dụng tới bây giờ rất lâu rồi, khoảng 5 năm, 5, 7 năm có mặt trên thị trường rồi. Tới bây giờ thật sự là 10 người là biết, tới 5, 7, 6, 7 người là biết Emred rồi. Đó, mình biết ổng cách đây với là 7 năm trước rồi. Đó. Thì quyết định làm nhông dĩa với ảnh tới giờ là khoảng gần 2 năm rồi. Mình mở luôn một cửa hàng chỉ bán nhông dĩa Emred Sơn Nhật DD, là anh em hiểu là phải như thế nào. Chứ không phải từ cái chất liệu người ta chọn tới rất là nhiều thứ đó, qua cái sự gia công, rất là nhiều thứ công đoạn để ra được cái sản phẩm như vậy, giá cả như vậy. Cái này hôm bữa anh tính trong game hết. Bia em tính hết rồi, giờ chỉ thay thôi. Trong nhà còn bộ này hết rồi hả? Sau sau của bia em. Để anh chụp lại mã. Rồi mình cảm ơn anh em nhiều nha. Thì anh em coi cái clip test, mình test lại. Rồi.